Mới đây, một tiếp viên ở hãng hàng không Scandinavia đã sáng tạo ra một cách mới giúp hành khách hứng thú hơn với chuyến hành trình dài ở trên bầu trời. Trong lúc máy bay chuẩn bị cất và hạ cánh, thì cô tiếp viên này sẽ cất lên một bài hát nhẹ nhàng giúp mọi người phút chốc quên đi những lo âu và sự tù túng trên các chuyến bay. Tiếp viên Jean Pomet thường làm việc trên các chuyến bay từ Stockholm, Thụy Điển tới Bruxelles, Bỉ. Lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh, đa số hành khách đều có tâm trạng lo lắng, bồn chồn, thì bất ngờ một giọng hát ngọt ngào cất lên. Tất cả mọi người trên máy bay thích thú vỗ tay tán thưởng. Chia sẻ về sáng kiến làm việc đầy sáng tạo của mình, cô Jean Pomet, người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm tiếp viên cho biết, vào mùa thu, bên ngoài trời rất tối, trước khi cất hoặc hạ cánh, chúng tôi lúc nào cũng tắt đèn. Khung cảnh ấy khiến tôi liên tưởng tới những bài tình ca, thế là tôi bắt đầu hát. Để tiếng hát của mình vẫn hay, khi bay ở độ cao khoảng 10.000 mét, cô Pomet vẫn thường tranh thủ luyện giọng những hôm được nghỉ ở nhà. Thông thường, nhiều hành khách hay cau có, giận dữ hoặc gây ồn ào. Chúng tôi cần giúp họ có tâm trạng vui vẻ. Tiếng hát của cô Jean bao giờ cũng giúp hành khách trở nên vui tươi, do đó cô nhanh chóng được nhiều người biết đến. Tôi thường xuyên đi máy bay, nhưng chưa từng gặp một tiếp viên nào như thế. Được thưởng thức một bài hát trên máy bay quả thật là tuyệt vời. Cách làm này rất hay, các hãng hàng không cũng cần tạo bầu không khí vui tươi trên các chuyến bay. Tiếng hát của tiếp viên Jean Pomet đã giúp mọi người phút chốc quên đi sự lo âu và tù túng trên các chuyến bay.